Đâu là sự khác biệt giữa tủ lạnh nhà bạn và tủ lạnh hai dàn lạnh độc quyền từ Samsung? Bí mật nằm ở bên trong. Hãy làm một thí nghiệm. Luồng khí lạnh được thổi vào ngăn đông, luồng khí dầu độ ẩm được thổi vào ngăn mát. Cả hai phải được tách biệt để bảo toàn độ ẩm ở ngăn mát, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Chỉ tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus với hai dàn lạnh độc lập riêng biệt cho từng ngăn, giữ thực phẩm tươi ngon gấp 2 lần, hoàn toàn không lẫn mùi. Samsung Twin Cooling Plus, hai dàn lạnh độc lập gấp 2 lần tươi ngon.